Man City chốt ngôi Liverpool ở cúp liên đoàn, tiền đạo Erling Haaland mở tỷ số khi Man City hạ Liverpool 3-2 ngày 22 tháng 12 để vào tứ kết cúp liên đoàn Anh từ đường treo bóng bên trái của Jack Reiner, số 9 của Man City ra chân dứt điểm tận thành mở tỷ số cho Man City. Nunez cũng có cơ hội ngon từ đầu trận, nhưng xử lý chậm để Laporte kịp hóa giải. Dù vậy, Liverpool với những đôi chân khỏe khoắn hơn, nhanh chóng gỡ hòa ở phút 20 khi Milner căng ngang từ phải vào cho Fabio Cavallo thoải mái lập công. Kịch bản rượt đuổi tương tự tái hiện, nhưng dồn dập hơn chỉ trong 3 phút đầu tiên của hiệp 2, Man City lại vượt lên ở phút 47. Rodri phát bóng bổng ở cánh trái để Ziad Mahrez khống chế kỹ thuật, loại Enero Wilson rồi cứ lòng đẹp mắt hạ Kelleher. Chỉ một phút sau, Liverpool một lần nữa gỡ hòa khi Mo Salah sút vào cột môn đỏ trống từ đường kiến tạo của Lloris sau một pha phản công. Chiến thắng trước Liverpool là màn khởi động tốt để Man City có thêm hưng phấn và tự tin bước vào loạt 4 trận khó khăn tiếp theo, lần lượt gặp Leeds ngày 29 tháng 12, Everton ngày 31 tháng 12, Chelsea mùng 6 tháng 1 ở ngoại hạng Anh rồi lại đấu Chelsea ở vòng 3 CUP ngày 8 tháng 1.